đang về quý bà con nhà nông. Trong video này, em muốn giới thiệu đến quý bà con dòng sản phẩm thuốc trừ sâu hiệu Thipro 550EC, chuyên gia đặc trị các loại rầy lưng trắng, sâu đục quả, mật đục cuốn, rệp sáp, nhện đỏ và rầy xanh trên nhiều đối tượng cây trồng khác nhau. Thipro 550EC chứa hai hoạt chất chính là Rofenofos và Thimethosam. Đây là sự kết hợp hoàn hảo, giúp diệt trừ sâu bệnh một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ngoài ra, sản phẩm còn chứa phụ gia đặc biệt chiếm 450g trên 1 lít, tăng cường khả năng bám dính và thấm sâu vào cây trồng, giúp tiêu diệt sâu bệnh một cách triệt để. Thipro 550EC hoạt động theo cơ chế là tiếp xúc, vị độc và phổ tác dụng rộng nên dễ dàng tiêu diệt những loại côn trùng ẩn nấp dưới mặt lá, giúp kéo dài hiệu quả. Về cách sử dụng, bà con pha 20ml thuốc cho bình 25 lít nước. Một chai 450ml bà con có thể pha được cho 2 đến 3 vi, tương đương với 400 đến 600 lít nước. Phun khi gầy tuổi từ 1 đến 2 tuổi để đạt hiệu quả cao nhất và cách ly 7 ngày sau khi phun. Bà con còn chần chừ gì mà không ghim ngay chai Thipro này về dùng thử để trải nghiệm độ diệt trừ của nó và cho em biết đánh giá về sản phẩm ở dưới bình luận này. Hoặc là bà con có thể gọi về cho công ty. Bên em sẽ có đội ngũ chuyên viên hỗ trợ tư vấn chi tiết và giao hàng tận nơi cho bà con mình.